Hello, shop xe máy Hồng An Phụ Tùng xin kính chào cả nhà. Và đầu tuần shop xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà và luôn chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ hai anh em trên cái shop Phụ Tùng hai sản phẩm. Một là sản phẩm của rim Thái và một sản phẩm của quay Thái 110 ha. Và anh em chốt đơn nhớ số tài khoản của shop xe máy Hồng An, chuyện duy nhất là một cái tài khoản nha anh em. Và anh em trước khi chuyển khoản nhớ xem kỹ họ tên Trung Nghiệp Hồng là đúng, là cái người tài khoản là của mình nha anh em ha. Và số điện thoại Zalo có trên đây luôn nha anh em. Trước khi chuyển khoản anh em mình kiểm tra đúng họ đúng tên anh em mới chuyển nha. Còn mà không đúng họ không đúng tên anh em mà đừng có chuyển khoản. Và anh em muốn chốt đơn thì nhớ chuyển khoản trước, Hồng An sẽ ship đơn giao tận nhà cho anh em. Và có số điện thoại Zalo, anh em muốn cần những chi tiết hình ảnh cụ thể sản phẩm của mình thì nhớ kết Zalo hoặc nhắn tin, Hồng An sẽ trả lời anh em ngay anh em ha. Rồi, đây là hai sản phẩm, một là cái đùm của riêng Thái đây nè anh em, đùm trước của riêng Thái nha. Đây là một cái đùm là tương đối là còn khá đẹp ha, bạc nhũ là ok anh em ơi ha. Hàng rã xe, hàng tháo xe, anh em họ đem vô cho Hồng An cảm thấy là sản phẩm này cũng tương đối là được, Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em để cho anh em gắn lên những chiếc xe 30 đến 50 triệu 60 triệu vẫn được cho anh em, vì cái sản phẩm này cũng tương đối là khá đẹp, vàng bạc nhũ của nó tương đối là ok anh em ha, không có bung không có chóc anh em, không bung không chóc anh em ha, bạc nhũ đẹp. Và anh em mình nhớ nha, khi anh em đi rút bộ câm lại nhớ, anh em nhớ dặn những người thợ rút câm á, rút lại theo cái chiều ha, đừng có để chiều bên đây nó méo là nó xấu lắm nha anh em, đi là cái chiều cũ ha, cái dấu cũ của nó đó anh em. Rồi bên đây đẹp lắm anh em ơi, cú rim nha, gắn bánh trước anh em, đùm trước anh em. Và đặc biệt là ở đây Hồng An bán cho anh em những cái sản phẩm đùm là không có đóng sơ mi, lưng bạc đạn vẫn còn rất là còn chắc ha, không có bị lỏng lưng, không đóng sơ mi. Và mã của anh em nè anh em ơi, nhớ mã của mình nha, anh em chốt đơn cái sản phẩm y chang như trong cái clip quay cho anh em ha, nhớ mã giúp Hồng An cái. Nói chung đùm này là đùm rim Thái, anh em có thể gắn tất cả các đời rim Thái luôn nha anh em. Bạc đạn rất đẹp ha, bạc đạn canh bên trong vẫn là còn trong xe tháo ra luôn nha anh em, nguyên bản hết, kể cả cái sim này luôn nha anh em ha, sim Ford vẫn là hàng theo xe luôn, và cặp bạc đạn này không có bị hư nha anh em, đang hoạt động bình thường. Anh em mua về là chỉ có gắn lên và sử dụng thôi nha anh em ha. Rồi, rất đẹp. Rồi, cái giá cả thì anh em mình chịu khó nhắn qua Zalo nha anh em. Chỉ cần một tin nhắn thôi ha, 500 đồng thôi. Anh em muốn biết cái giá, chịu khó, mình mua sản phẩm, chịu khó bỏ 500 đồng. Hoặc anh em miễn phí thì nhắn qua Zalo, Hồng An sẽ báo giá cho anh em mình một cái sản phẩm này để gắn lên những chiếc xe mà khá trung bình khá cũng được nha anh em. Rất đẹp anh em ha, nhũ đẹp lắm anh em ơi. Nói chung thì rim cái đùm này có thể gắn tất cả các đời rim nha, không có cần năm cần đời nào hết, tất cả các đời rim Thái đều gắn được hết. Super thì không được nha anh em, bạc nhũ đẹp ha, bạc đạn thì còn nguyên, đùm không có đóng, sơ mi rất là ok, rất là dày. Anh em nhìn sản phẩm mình là mình thấy nó chất lượng rồi anh em ha. Gắn nhầm những chiếc xe 50 vẫn được và 70 vẫn được, tùy anh em cảm nhận thôi anh em ha. Rồi, sản phẩm thứ hai là một cái đùm sao của quay Thái 110 ha. Thì sản phẩm này thì cũng tạm gọi là trung bình khá, không phải là đẹp anh em ha. Này gắn cho xe vài chục triệu thôi anh em, từ 30 đến 50, 60 vẫn được ha, cái đùm đó. Thì cũng có một hai chỗ lỗi anh em đó. Sơn zin nha, bạc zin không có dặm tút. Cái phần mặt tiền này rất đẹp anh em ha, mặt tiền rất đẹp, không bung không có dọp anh em ha. Đó. Mặt tiền này bên bên cái dĩa ha, bên dĩa cũng ok anh em.
Nhớ rút câm, nhớ dặn họ nha, rút lại cái chiều cũ này nha anh em, đừng có rút bên đây ha, bên đây nó sẽ bị thấy cái dấu, rút lại cái chiều cũ á. Anh em dặn là những người thợ rút rút câm anh em, rất đẹp, đẹp quá anh em ơi ha, mặt tiền rất đẹp nha anh em, hai mặt luôn. Rồi và đặc biệt cũng vậy ha, những cái mặt đạn hai bên đều là trong quá trình rất là tốt, không có bị lỏng lưng, không có đóng bạc đạn ha. Và sơ mi cũng vậy nha, sơ mi jean không có mòn, không có gì nha anh em, anh em ráp bố vô là vẫn bình thường ha, không có khuyết nha anh em, sơ mi không có khuyết, gắn lên là ok liền. Thì sản phẩm này sản phẩm nó kém, nói chung là chất lượng nó cũng tốt anh em, kiểm tra rồi ha, giữa cái cự ly bố mới và cái bố cũ á, cái sơ mi á, rất là chuẩn, không có bị mòn nha anh em. Mòn quá anh em phải đi đóng sơ mi rồi ráp bố vô, nhìn nó hở sâu lắm, nó xấu anh em. Và mã của sản phẩm mình anh em ơi, nhớ nha anh em. Đầm này giống như chín chín anh em ơi ha. Đầm sao cũng chín chín anh em. Rồi, ok, đẹp quá anh em ơi ha. Cũng là bạc đạn, cùi dĩa, bên trong canh là ok hết. Gáp lên là chỉ có bye bye anh em ơi ha. Không có cần thay thế bạc đạn nha anh em. Bạc đạn này, bạc đạn cũng là hàng tốt theo xe anh em ơi. Đâm ra nó còn nguyên hết ha. Bạc đạn mình đang là hàng theo xe, đỡ được cặp bạc đạn, đỡ được cái canh. Mua về chỉ có gáp lên thôi anh em. Thì sản phẩm này thì Hồng An cũng nói rồi ha, chỉ bỏ ra 500 đồng thôi một tin nhắn. Nếu anh em tiết kiệm thì kết Zalo anh em, nhắn tin Hồng An một cái, Hồng An sẽ báo cái giá thôi ha, rất là dễ mà anh em. Đừng có tiếc tiền ha, khi mua một sản phẩm vài trăm ngàn, anh em nếu tiếc vài trăm đồng thì chắc chắn sẽ không mua được cái sản phẩm đó anh em ha. Thì mình quan tâm thì bỏ ra vài trăm đồng thôi, một tin nhắn là sẽ biết cái giá rồi anh em ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem clip hôm nay nha, và còn rất nhiều sản phẩm nữa nha anh em, Hồng An sẽ lên trong ngày thứ hai đầu tuần, vì hôm qua anh em họ đem qua Hồng An rất nhiều sản phẩm mà tôi đó là đẹp anh em, họ chia sẻ từ từ cho anh em mình trong cái tín đồ mình phụ tùng dọn xe, ráp xe, thợ thầy cũng có thể ok được hết nha anh em. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye.